Xin chào, kính chào toàn thể quý vị các bạn. Mình đang đi mua một số đường tương này kia đó quý vị. Để cho hoàn cảnh mà cụ Việt Thờ ở một mình sống nghề làm ve chai quý vị. Giờ đến từ tàu quá thì mua cho vài số đồ dùng tại hổm xuống nhà và thấy vẫn có. Đồ buồn quá rồi. Bạch đường, bột ngọt, nước tương, dầu ăn, nước mắm, muối. Muối gì à? Đường, bột ngọt, nước mắm, nước tương, dầu ăn, muối. Gì lâu bu quá rồi. Gì lâu quá hả? Dì Bi đang lâu bu. Mua xong rồi ta đang tính tiền quá vậy. Chung là cũng hơi bằng bèo thôi. Bán cũng đắt quá. Không giữ quyết kịp. Nhớ tiền? 128 ngàn. 128 hả? Đây. Có tiền cái là lên được cái gì? Có chị 78 hay chị nghe nè. Cho em tới gạo 10 kg chị ơi. Lúc này chị cũng hơi lu bu quá vậy. Cái xe tuyên truyền của nhà nước thì tuyên truyền. Cái tiền chị? 101 nha. 101. Rồi, cảm ơn. Dạ. Rồi. Cảm ơn chị. Rồi lên đường có gì ơi. Một túi gạo rồi. Chị ơi. Trời tối đen như mực của gì ơi, quá chuyện mưa rồi. Cái nhà của cô này không đi vô được cho nên phải đi nhờ nhà của chú Năm Phố để hỏi chủ nhà. Chú Năm ơi, cho con vô nhờ cái nghe chú Năm ơi. Nhờ qua căn nhà của người ta này quý vị. Nhà của chú Năm Phố. Chú Năm Phố là cái người chủ đất cho bà lão này ở nhờ này quý vị. Cần đi vô cái clip mít. Clip mít thì mới đi vô qua nhà bà lão. Đó nhà bà bên đó. Đó mình đi đường bên kia chó sủa quá cho nên ai đi đường đây. Bà lão ơi, có nhà không bà lão ơi? Bà lão ơi, mưa rồi con vô luôn à. Bà lão ơi. Bà lão. Bà lão ơi. Dạ bà sao hả? Trời mưa tới rồi bà. Em nấu cơm nhà dưới á. Nấu cơm nhà dưới hả? Dạ, nấu cơm. Rồi vậy sao bà xuống mà nấu cơm đi con đi vô luôn. Dạ dạ, bà vô chổng nấu cơm đi con đi vô luôn. Con tôi xuống thăm bà tiếp tục. Tặng quà cho bà nữa. Tặng quà. Dạ, bà đi vô trong đi, cái con đi theo bà nấu cơm thì xuống nấu đi rồi con vô. Đang nấu cơm. Dạ dạ rồi bà vô nấu đi. Dạ, nhà này bị bóng đèn mà chưa sửa hay gì? Sửa rồi. Sửa rồi bắt lên coi hen. Cho sáng sủa nhà mình cái. Thì đây là cái hoàn cảnh mà lúc trước mình có tới một lần rồi nè quý vị. Dạ. Quá bề bộn. Dạ mấy như chai hả? Cũng như chai. Dạ. Để bao gạo trên đó đó. Dạ, để bao gạo đây ha. Ừ. Dạ. Với còn túi một túi đồ gia vị nữa. Dạ. Mắm, bột tương, bột ngọt. Dạ. Để đó luôn đi. Đây luôn hả? Dạ, đổ đồ để. Để đi. Rồi bà đang nấu cơm hay cơm chiều hết bà? Đang nấu cơm chiều. Dạ. Rồi chấm củi. Dạ. Nay bạn với gì? Không có gì ăn hết trơn á. Không gì ăn rồi sao bạn? Không ăn thì tương. Tương hả? Dạ. Con có em xuống cho bàn túi gạo dưới một bọc trong đó là có nước mắm nè, nước tương nè, đường nè, bột ngọt nè, muối nè, dầu ăn nè, với mịt hạt niêm nữa. Đấy, dạ còn tại con xuống đây con thấy bà không có gì hết. Dạ. 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 Rồi bây giờ không có đồ ăn rồi sao bạn được? Dạ. Ủa quá chị bị bệnh tàu sổ mũi. Dạ. Rồi mới dẫn thuốc vô là hết rồi. Dạ. Chàng ơi, bà đem cái cọng đó con tưởng đâu mới có cọng dây chuyền to dữ chứ. Cái gì không phải hả? Dạ. Bà mới mua hả? Có, mua chỗ anh Tư á. Mua chỗ anh Tư hả? Dạ, cho chùa. Ta cho hả? Có 30 ngàn, có 30 ngàn nè. 30 ngàn hả? Mua đây cho đẹp hết. Cái cọng đi không quá thì nó đất trời nó mục quá. Dạ. Đất trời. Dạ. Dạ. Đất trời. Rồi bà nấu thì nấu đi để con quay cái nhà bà cái. Mình xuống hôm nay là ngay cái lúc trời mưa lớn luôn nè quý vị. Chị thấy cái nhà của bà treo bằng giấy lũ nè. Ở trong đây là cục tre. Rồi, rồi em qua đi em vô đây. Ở trong đây cái nhà bà bị trời mưa chứ lắm gì. Sáng hôm nay mình sống ngay trời mưa, mình quay trong cái gì xem ha. Chị thấy những cái lỗ như vậy thì mưa dột thì tối không thấy lối luôn rồi. Rồi bà treo bằng giấy lũ nè. Nói chung là mái tôn của bà dột nát hết gì. Nát không còn gì hết. Che cho mũ không à.
Thì cái nhà của bà thì nói chung bà bị bên khờ đó quý vị, cho nên là cái nhà của bà rất là bày bọn quý vị. Bà không nghe dây chai kiếm sống quý vị ơi. Bây giờ chỗ ngủ của bà mùi nó cũng lên khô lùi, bà không có giặt lâu quá. Nói chung là ở đây là dây chai không, dây chai mà bà để chắc cũng lâu lắm rồi, tại bà bị bệnh quý vị, cho nên bà không có như người bình thường mình gọn gàng ngăn nắp được. Đây là cái phần quà, trong đây là cũng bà cũng để đồ tùm lum vậy thôi. Xa đồ. Mấy cái thức trong đó là mấy cái vỏ thùng mì hay là thùng mì? Thùng mì. Thùng mì hả? Dạ. Ủa sao bà không ăn, bà để quên ăn. Quên ăn hả? Dạ, quên ăn luôn. Thùng đó ra cho lâu chưa, để lâu nó hư à? Dạ. Con tưởng đâu cái thùng không chứ. Là có mì trong hả? Dạ, có mì á. Để lâu chưa? Hơn năm chưa? Hơn năm rồi. Trời, hết hạn rồi đó. Hơn năm sao bà không ăn, bà để hư sao? Quên. Hết hạn rồi đó. Quên hả? Trời ơi. Bây giờ kiểm tra lại có còn ăn được không? Để mình kiểm dùm bà nghe quý vị. À, tháng 10, ngày 12 tháng 12 2021. Hàng xếp 8 tháng chè khu này chắc hư quá. Bà nói là bà quên. Bà bệnh đó quý vị. Ba mẹ nghèo quá chết luôn, không có sống nổi. Bây giờ có ở mình hả? Dạ, có mình à. Có mình. Ba mẹ chết chân rồi. Ba mẹ chết chân hả? Trời ơi. Yêu đơn, cô đơn. Cô đơn hả? Bà ở đây là bà ở nhờ trên miếng đất của chú Năm Phố á. Chỗ nãy mình đậu xe á. Ờ, đậu. À. Cái nhà này là nhà tình thương. Nhà tình thương hả? Ờ, nhà tình thương. Vì nước cho đó, vì nước cho cách nhà ở đó. Nó sắp phanh đó rồi. Ở em có tìm hiểu rồi, em hỏi với thăm sớm, ta nói cụ thể lắm. Giờ mấy mình vận động mạnh thường cho biết cái nhà này bây giờ quá trời luôn rồi. Cái nhà này thì con nát hết rồi đó. Nát hết trơn luôn rồi. Ủa bà không đậy nắp hả? Có mới dở nè. Dạ, chưa đâu rồi, đậy lên đi, chưa đâu, chưa gì chân á. Lâu lắm mới nó mới sôi. À, bà bao nhiêu tuổi không mà kể con quên. 58 rồi. 58 rồi ha. Mèo. Lúc này rồi bà có đi lượm dây chai không? Có, để chứ kìa. Sao không gặp bà đi lượm được rồi hen? Dạ, lượm được á. Lượm sao không? Không la, không la gì chứ. Không la hen. Bà lượm sao không? Bà lượm tới đâu lận? Bên xã nhà. Bà đi qua bển bằng cái gì? Chị dây buộc á. Không có, bà đi bằng cái gì? Bà đi xe đạp hay đi bộ? Đi bộ. Đi bộ không hả? Bà có xe đạp đi không? Không. Không hả? Bà biết chạy xe đạp không? Không. Không luôn hen. Vậy là bà đi bộ không? Đi bộ. Hôm nay bà lượm được nhiều không? Cũng được hơn ký 2 ký ạ. À. Hơn ký 2 ký hả? Mà bà lượm về bà không bán cho nó gọn cái nhà, bà để nhiều vậy? Biết rồi. À coi, để gom nhiều nhiều quá mới có tiền nhiều. Ít quá. Vậy rồi không gặp bà có tiền xài không? Cô coi, kiện kia mới lãnh lương. Lãnh lương hả? Dạ, mới lãnh lương bệnh của mình đó hen. Dạ. Dạ, lãnh lương được nhiêu bà? Mà có tập ba cam coi 405 ngàn. 405 ngàn hả? Bà đi lãnh luôn hay lãnh giùm bà? Lãnh luôn. Đi bà lãnh, đi lãnh luôn hen. Trong quán này một chút nè. Dạ. Trong quán không kịp thì trả. Rồi trước khi lãnh, dạ trước khi lãnh bà có tiền xài không còn không? Trước khi lãnh á. Hết rồi. Hết rồi hen. Dạ. Dạ, mới lãnh được 400 mấy thôi. Dạ. Là bà dùng để mua đồ ăn hay sao? Mua đồ ăn. Rồi hắn gài gạo có ai cho bà không? Có hàng xóm mới cho nữa. Hàng xóm mới cho ha. Dạ, dạ con thấy mì của bà sao bà không ăn, bà bỏ hết trơn vậy? Quên, tại vì quên không có củi chụm nấu ấm nước á. Dạ, không có củi chụm ấm nước không ăn mì được hả? Dạ. Như vậy rồi củi đâu bà nấu cơm? Kiếm quơ quào nghe dài dài. Coi trời có nắng không củi nha phơi. Vậy sao bà không quơ quào bà lấy bà nấu mì ăn? Để nó hư uổng vậy? Cũng sống nó không có được rồi, ăn 90 triệu. Ăn 90 triệu thì nấu nước, nấu chín. Thì nấu nước. Nấu nước mà không có củi hả? Chịu cợt cái chứ sao vậy? Trời ơi bà. Cái thôi chứ sao vậy? Bà không có... Dạ. Bà bị bệnh tâm thần từ nhỏ đó gì, cho nên bà không có rành. Cho nên là bà cứ nói là không có củi nấu mì ăn không à. Cái nhà bà cũng cho lâu rồi, nhà nước cho lâu rồi. Tôn thì lũng bấy chừng. Ai thay cái đèn cho bà vậy? Ai thay cái đèn cho bà vậy? Cái này hả? Cái đèn đó ai thay cho bà? À, cháu còn Khoa, con ba Hồng á. Dạ, ở gần đây không? Cũng cái bên đó đó. Dạ, nhờ thay giùm hen. Ừ. Rồi ai đi mua bóng đèn? Tôi đi mua đèn ở bên xã, chợ xã có. À, chợ xã có bán hen. Rồi bà mua về bà kêu cháu bà thay giùm hen.
Dạ có 20 ngàn mà hổm không thay tôi thui ha. Dạ thay rồi. Tối bà ngủ bà tắt đèn ha, để đèn. Để đèn. Để đèn này luôn ha. Dạ. Ở đây rồi hàng tháng bà đóng tiền điện bao nhiêu tháng? Thôi 4 tháng là 270 ngàn. 4 tháng 270 ngàn hả? Bà nhớ chính xác không? Chính xác luôn á. Dạ. Mới đóng nè, mới đóng 200. Vậy tới 4 tháng mới đóng gì à? Hàng tháng ta thu hàng tháng mà. Đóng tiền 70 ngàn á. 70 ngàn. Dạ. Dạ. Nói chung là bà không còn nhận thức được bình thường của gì. 4 tháng đóng tiền điện. Dạ. Nói chung là bà không còn nhận thức được bình thường cho nên hỏi bà thì bà nói lúc vậy lúc khác có gì. Rồi bà đồ ăn bà cái mì. Những chai vu sữa quá, để heo queo luôn. Xếp bịch gia vị này vô cho bà nấu nha. Dạ. Không con xuống con thấy bà không có gia vị gì nấu hết nè, hôm nay con mua gia vị cho bà nè. Đúng rồi, cảm ơn nha. Dạ, còn thịt bao gạo con để chổng nha. Để cho đem ra đây sợ mưa ướt. Ồ, thôi rồi. Chị ơi, chị là dịnh vô cái bao đó em đây. Cái gì? Chị dịnh vô đó em chụp mô hình cái ha. Bao hả? Rồi anh Phương chụp xong rồi để xuống đi. Còn cái túi gạo con để bên trong nha bà. Dạ. Dạ. Thì cái túi gia vị này với cái túi gạo là con dùng vào cái số tiền của Mạnh Thường Quân ở thị trấn Men giấu tên. Dạ. Dạ, mua gửi đến cho bà. Dạ. Còn đây là 500 ngàn. Dạ. À, con trích ra từ cái số tiền của Mạnh Thường Quân là Bé Thuận ở thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Gửi thêm cho bà để bà chi tiêu ha. Dạ. Bà nói là bà hết tiền rồi mà mới lãnh lương được 400 mấy. Dạ, mới lãnh lương. Mà bây giờ không có đồ ăn ăn luôn. Dạ, không có đồ ăn. Thì thôi giờ có tiền đó rồi cất rồi mua đồ ăn ăn hả bà? Dạ, đúng rồi. Dạ. Đi qua xã đi hết tóc, cái nhậu tóc rồi kêu rồi bắt chịu đời rồi cho đến nhọc ở trển á, trên trên bệnh viện á, sáng coi 9 giờ sáng á, 9 giờ sáng á. Đi tóc thì đi ngang chó nó gượt cắn. Dạ, gượt cắn á, lần này không có chặt bẻ không trơn á, ở trển đi xuống đi bộ không hả? Dạ. Cái răng nó bé hết, bé hơn. Cắn bà chỗ nào vậy? Sờ gót nè. Cắn sờ gót hen. Cũng còn thẹo. Dạ. Rồi lâu chưa bà? Ừ, cũng năm ngoái à. Cũng... năm ngoái ha. Ừ. Có đi lấy nọc rồi ha. Có nọc năm hả? Mới có năm hả? Vậy là không sao rồi. Có lấy nọc rồi. Chịu đền rồi. Chịu đền lấy nọc chó. À, người ta chủ nhà ta đền ta lấy nọc cho mình ha. Dạ, chịu đền rồi. Dạ. Đền rồi bỏ tiền ra. Bỏ tiền ra đi lấy nọc ha. Dạ. Chích coi 3 mũi. Dạ. Một tháng. Ủa, bà ở đây rồi bà đi vệ sinh ở đâu? Gì? Đi vệ sinh ở đâu? Đi cầu ở đâu? Cầu hả? Dạ. Cũng gầy chim cái nhẹ trên chợ mua mũ ấy cầu bên nãy giờ bên chúng nằm phố bị cầu sập rồi không dám còn cá sập rồi hả? Dạ. Rồi qua đi chỗ nào? Không ơi, kỳ có một mũ đựng có cái bô sẵn trời ơi chứ sao vậy vô bọc hả? Rồi bỏ đâu buộc đàng hoàng xong rồi đem dụng xong có gì trời ơi chứ sao vậy dám mang như vậy. Ờ, mình ở đây thì mình ở đất đậu thì chắc không có làm được cái cầu rồi, nhưng mà đi ké đi nhờ cái cầu của chú Nam Phố mà cầu nó sập rồi. Người bó tay luôn. Dạ. Dạ, chứ bà đi ra cầu đó cầu yếu, cầu sập gọt dưới tiêu hoạt không được. Bây giờ đi bằng cách đó vậy đó. Không có kìa, tôi đi thì có cái bô sẵn rồi, cái bọc rồi, rồi xong có gì đâu, gọn ha, không có gì chứ á. Dạ. Nói chung thì chuyện đó thì bà sắp xếp, nhưng mà làm sao cho anh tiện thì bà biết. Dạ. Nhưng mà con thấy thì nó hơi bất tiện quá ha. Dạ. Nghe nó hơi khó khăn quá. Khó quá. Dạ. Khổ gì? Rất là mưa gió đất nữa, nhẹp chân chợt á. Dạ. Không có ai nuôi cái khổ nữa. Dạ. Chứ sao vậy? Dạ, tội bà quá gì. À, không gài bà đi lầm được như đây quý vị. Không gài lầm lần được cái mấy hai ký gì đó. Rồi bà để dồn nè. Nói là không gài đi lụm mà người ta không có la nữa. Cho nên bà đi lụm mà sống. Đây là cái nhà của bà nè quý vị. Cái nhà này thì tên cũ quý vị. À, quý vị nhìn là biết tên cũ không? Được lập lại từ tên cũ. À, cái dấu đinh cũ và cái sóng dấu lợp cũ đó. Cho nên là nó dột dữ lắm. Đây có kẻ ớt quá xa trái xài luôn rồi. Đây là cái căn nhà của bà nhìn từ bên ngoài. Thì đây là một cái căn nhà tình thương của nhà nước trao tặng cũng rất lâu rồi quý vị. Cho nên là giờ nó dột nát hết rồi, to nó mục hết rồi. Và sống con mình đơn thân mà video trước mình có chia sẻ với quý vị đó, có hỏi thăm những người hàng xóm chú Năm đó, có nói rõ ràng là bà mình sinh trong khu nhi viện ra, bà bị bệnh luôn, có nghĩa là bà bị tâm thần trong khu nhi viện rồi.
cho nên là bây giờ mà nhận thức không như bình thường quý vị, quý vị nghe bà nói chuyện thì hiểu ha, bà gì đó tội lắm. Và cái đồ này là bên hông nhà nè, để mình đi ra ngoài sau cho quý vị xem cây à, sau đây nó như thế nào. Vì mình lúc trước mình không có đi ra sau hè, giờ mình đi ra sau hè thôi. Cây sau đây là một dáng mà nó mục, nó gãy, nó sức dùng lông ở trên đây đó. Nhà phía sau đó quý vị, nước động tôn này, miếng tôn đó nó mất tiêu luôn mà lấy gì mà không dột, quá xa cả nè. Thôi giờ miếng tôn thôi sức luôn mà bởi vậy mà che tấm mũ này nước chảy hết biết. Rồi bà nồi cơm mà chín chưa? Mới đậy. Mới đậy hả? Dạ. Bà không coi tivi mà sao bà bắt tivi chi cho nó tốn điện? Tivi người ta cho phải không? Lần trước là con nắm được thông tin là người ta cho bà tivi này phải không? Bà không xài thì bà tắt cho đỡ tốn điện nha. Đỡ tốn điện vậy. Rồi thôi giờ con xuống thăm bà rồi con chia sẻ bà chúc quà rồi con chào bà con về nha. Giữ gìn sức khỏe bà ha. Dạ. Rồi cái bà gánh gánh bà quét dọn mấy này nè bà. Nó dọn cho sạch nha, giữ gìn sức khỏe mới tốt được nha. Dạ, nó hơi bị bọn quá nè. Nó bị vi khuẩn á. Rồi con thưa bà con về nha. Rồi Đức Tính cũng xin kính chào toàn thể quý vị. Xin chân thành cảm ơn Mạnh Thường Quân, một Mạnh Thường Quân giống tên ở thị trấn Mỹ An, đã gửi cho Đức Tính tiền quỹ để mua cho bà gạo và một số nước tương, nước mắm đó quý vị, và một số tiền của Đức Thuận thành phố Hồ Chí Minh. Xin chân thành cảm ơn tất cả các Mạnh Thường Quân. Chúc quý vị được nhiều sức khỏe, an lành và hạnh phúc. Xin chân thành kính chào và hẹn gặp lại video sau.